Chào mọi người trở lại với kênh mình ha. Thì trước mặt mình đây là cái thùng men vi sinh đó mọi người. Cái thùng men này mình chút nữa là anh Phúc anh để dành ảnh xử lý nền chuồng nha. Thì mọi người có mọi người hỏi là cách xử lý nền chuồng như thế nào đó, thì đây nè mọi người. Ha, men vi sinh nha mọi người. Đó. Đây là cái thùng men ha. Thì đây là cái chuồng gà của anh Phúc ha, ảnh đang xới trấu lên mọi người, đang anh bỏ quên cái cây trấu tên nhà anh giờ. Giờ anh xới bằng chân luôn, nói chung làm cách nào để cho trấu nó tơi xốp lên là được hết mọi người. Thì hồi nữa mình tưới men lên ha. Thì cái con men này công dụng của nó là khi mà nó nhìn vào cái nền trấu này á thì nó sẽ phân hủy phân hết mọi người, nó giảm cái tình trạng hôi thối của chuồng, rồi nó chiếm thức ăn của vi khuẩn có hại mọi người, qua đó thì làm cho ức chế vi khuẩn có hại. Thế thì con gà mình nếu mà nó ăn trấu túng mà nó có lượng men trong đó thì nó cũng tốt cho đường ruột nữa ha. Đó, thì nguyên tắc nó là như vậy thôi. Tại quê mình nắng nóng á, mình có thể sử dụng men này, tại vì cái chuồng á mình tạt lên như thế này thì nó hồi nó cũng sẽ khô ha. Con men này nó cũng tác dụng lúc mà trời mưa hay lắm, nói chung là nhiều khi men nó tự động mọi người. Ở đó nó bị đổ nước xuống ha. Chảy nước mà mình không hay á thì nó ẩm ha, rồi mình khi mình sử dụng mấy con loại men khác vô như Balasa hay này kia rồi thì nó cũng tốt, nhưng mà khi vô nó gặp nước nó chết. Nó sẽ bị hôi. Con men này thì nó là dạng nước rồi nên nó không có hôi hết mọi người. Trong quá trình mình xới trấu như thế này á thì cái lượng amoniac á mọi người, khí độc hay là cái HES này kia đâu ha, nó lên đó mọi người, cái mình sẽ cảm thấy nó hôi ha, nó rất là khai luôn đó. Tại vì nó nằm ở dưới á, nó chưa được đảo lên á, thì hiện tại giờ mình phải đảo lên để cho nó nằm cái lớp nó đổi lên không người. À. Thì công tác này cũng rất quan trọng ha. Trước khi mình sử dụng xịt men lên thì mình nên xới trấu nha, để cho cái trấu mình ở dưới nó được đảo lên ha. Nó đều như vậy thì mình xử lý nó tốt hơn. Mình làm khuyến khích vào những thời điểm trời nắng ha, thì nó cũng rất tốt. Tại vì khi đó thì ban ngày nữa thì là gà mình đó mọi người, nó không có trong chuồng ha, nó đi chơi ngoài rồi, vòng vòng ngoài hết rồi, thì ban đêm nó sẽ khô, nền chuồng nó khô lại thì gà nó vô thì nó không sao hết mọi người. Mình nên làm ở buổi trời nắng, ở buổi sáng cũng được, trưa cũng được, nói chung làm sao để chiều cho nó khô là được ha. Còn hiện tại mình đang làm là lúc chiều nha mọi người. Giờ là 1 giờ 45 phút rồi ha. Mọi người có cây cơ cào thì mọi người cứ việc cào ha. Tại anh Phúc anh không có bỏ quên cây rồi thì anh xới bằng chân luôn. Cào thì dễ dàng hơn. Và cũng thấm thoát ở đây cũng lớn đó mọi người. Chung bài này là bài Phúc nuôi thảo dược nha. Cái tạng nó đều hết mọi người, mở mập lắm. Bài này là anh sử dụng ít thuốc lắm, nuôi bằng cách ngâm men cho uống mỗi ngày. Nói chung gà nó khỏe lắm mọi người. Con men này nó có nhiều tác dụng ha, vừa xử lý chuồng mà là vừa cho uống được luôn. Rồi anh Phúc ảnh bắt đầu nhà anh chuẩn bị tưới cho mọi người. Con men này anh ủ mấy ngày anh Phúc? Này được ngày em
Ngon Hồi nha. sáng, đúng rồi, sáng hôm qua anh ổ lúc 8 giờ. Giờ một mấy một ngày rưỡi vậy đó. Là Giờ ngày rưỡi cái rồi. bịch men mà anh hay cầm Đúng rồi. kênh ha. Đúng rồi, mà anh xài nước bịch rồi. Xài nước bịch rồi. Tại bột bột này không tới 500 lít mà. Xài nước bịch rồi, không đâu xài nhiều đồ đâu. Giờ giờ anh tưới nguyên chất luôn, trên không có pha trơn á. Nếu mà mình có bình xịt hoặc mình có cái thùng dồi á thì mình làm thì cho nó thấy nó đẹp với nó đều hơn. Còn anh không có, anh để trên kia rồi. Rồi Giờ anh tưới trực tưới này chứ không có sử dụng phun bình phun như tới hả? luôn. Phun nó không ăn rửa lắm. Tại men này nó đụng đụng vô đó nó ưa ăn lắm. Nói chứ cũng dễ ha, nói chung men này cũng dễ Thì quá. dư xíu đâu sao đâu. Đúng rồi. À. Nãy giờ anh cào lên nó hâu lắm, chịu nổi đâu. Em tạc đại đến sao tiếng em, nó có thùng giò thì tốt lắm, thùng giò em trải đều ra đẹp lắm, với nó đều hơn. Con này nó không có đều lắm. Đúng rồi, có hồng dòi nó đều hơn. Tưới vậy nó không đều, nó có ảnh hưởng gì không anh? Đâu sao đâu em, nó cũng nhân nhân bản em mà, nó ăn phân mình là nhân nữa mà, đâu sao đâu. Tức là em mà tưới đều á thì cái tỷ lệ mà nó hấp hôi nó nhanh hơn. Còn tưới như anh vậy là như lại anh không có đồng giỏi đây á, nên là tỷ lệ nó không có đồng đều, nó hao 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 men xíu. Rồi có những chỗ nó chưa tới á, nó làm chậm mùi hôi hơn, giảm bớt cái tỷ lệ đó hơn. Mọi người nếu mà người có thùng dội mọi người tưới tưới cho đều nha mọi người, tại anh Phúc anh không có này tạt lên không sao chứ, nó tạt lên cũng không gì hết trơn, nó không có bị đó, đó. Nó bây giờ chỗ này hết hôi rồi đó, nãy hôi lắm chịu nổi đâu, giờ hết rồi đó. Tại vì con gà mình nhỏ nên là tối nó ưa ngủ thành á, ngủ cái thành cây này nè, nên mình phải ưu tiên tưới thành trước, tối mấy con gà nhỏ ưa ngủ, tại vì nó ít ngủ, mình chưa có vàng cây á, nên là ban đêm ngủ thành thì nhiều lắm, thì anh phải tưới thành chung quanh thành trước, rồi vài bữa nữa anh mới tưới, anh lấy giò tưới đều hơn nữa. Mà cái này em đừng pha nha, pha ra nó không được tốt lắm đâu nha, đi nguyên chất vậy á, pha ra thì lượng vi sinh nó giảm thôi phải không? Đúng rồi, nó loãng nè mà nắng luôn là đâu sao đâu, đúng rồi nắng luôn không sao, cho không 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 sợ con me này chết, con me nó không sợ nắng, khi mà nắng mà nó cao lên đến mà trên 55 độ thì nó mới chết, nên là nắng này đâu đâu tới đâu. Hồi nãy anh xới tốp, xới tấu hết luôn hạnh phúc. Xới hết luôn em. Mà nó chung là mới có chưa được 25 ngày mà nó hôi không chịu không nổi luôn. Tại vì mấy con gà mà nó xong nó bươi vô bươi chỗ thành lắm, chính giữa mình không có. Rồi xong rồi trong chồng mà đóng cục là trong chồng nó trầu anh quanh chỉ còn là đóng cục to rồi nó hôi chịu không có nổi nó luôn á. Những cái đóng cục mà ghê lắm kìa. Nhìn thấy là đóng cục cái này nè, à đóng cục ở đó đó, thấy chưa? Lâu ngày là đóng cục liền á, tại vì cái lượng men mình không còn đủ để mà để phân hủy cái phân nữa, giờ nó nằm đây ngủ xong rồi nó vô đây trâu đóng cục rồi lắm, mà thâu lắm chịu nổi đâu. Nhưng mình có men thì mình cứ xử lý thôi,
Khi nào hôi thì cái việc xử lý ha anh Phúc. Hôi mình xử lý, mình có men mình sợ vậy. Men là rẻ tiền mà đâu mắc tiền bằng con cái men ba la sa đâu em. Ba la sa giờ tính đi là 55.000 một ký. Ở chùa này phải xài 2 ký mới đủ. 2 ký sợ thiếu nữa. Ba la sa mình có kết hợp thêm cám gì nữa không? Ờ đúng rồi. Ba la sa là em phải tốn thêm 4 ký cám nữa. 1 ký cám bây giờ 7.000, 4 ký 30.000 rồi, 2 ký 30.000 rồi. Thấy không? Rồi em mới tưới lên, em mới gắt lên. Mà nó đâu có đủ đâu. Mà con men ba sa nó dở cái là khi mà đụng mà nắng hoặc là nước vô là con men nó chết. Nó đâu chịu nổi. Ừ. Còn con men vi sinh này thì hay hơn cái nữa là đụng nước đụng nắng không sợ. Nó không sợ chứ. Con men vi sinh này là xử lý ao hồ trong nuôi chăn nuôi thủy sản đúng không ạ? Khi mà người ta nuôi tôm mà để mà sợ cái hồ nó bị dơ lâu ngày, thức ăn còn còn dòng dư lợ á, người ta phải tạt men vi sinh lên mà để cho nó từ quỷ bớt đúng không? Cái cống mình nuôi ếch này kia rồi người ta định đổ men kia rồi. Được luôn, trên anh đó, cái mẹ cái hồ anh nuôi cá đó, thì nó nước nó thui thui xíu á. Anh tạt lên cái là hết liền, đẹp liền. Tạt nhiều lên càng nhiều càng tốt. Và tự động nó làm lại liền hả? Còn nếu mà mình xài thùng dòi thì mình ít tốn men hơn. Nói chung là giờ tới vậy thì nó không đều mà. Chứ nếu mà có thùng dòi mình lia thì nó đều ha. Đúng rồi, thùng dòi nó đều hơn. Thùng dòi đều đẹp hơn. Có thùng dòi mình tưới đều hơn. Nhưng mà mình xài thùng dòi là mình xài xong mình phải rửa sạch sẽ nha, chứ con men gặp sắc là ăn dữ lắm á nha, nó hạo sắc lắm á, kim loại là nó ăn kim loại luôn á, mình phải rửa sạch sẽ lại á, coi chừng nó xét á. Ừ, để cái đó thôi. Thôi em thấy là nãy em vô hồi không, bây giờ anh mới tưới xíu rồi ha, hết liền à? Nó bớt hồi nhiều đó. Bớt hồi nhiều rồi. Con men vô đỏ lắm. Ngoài đó cũng hôi lên, chung tứ ngoài được đó nữa các bạn. Quan trọng là mình xử lý mà nó không ảnh hưởng tới con gà mình, mà nó còn tốt cho con gà nữa thì mình xử lý thôi. Chứ giờ anh hỏi em nè, cái bây giờ em bỏ tiền kháng sinh trị hàng kẹt như tiền 1.000 con gà mà em trị kháng sinh hàng kẹt giờ không dưới 3 triệu. Mà nó còn tái đi lại nhiều lần nữa. Đúng không? Giờ là mất sức nè ha. Mất sức khỏe nè ha, giờ mình phải ăn cho ăn bồi bổ lợi nữa, giờ mình phải cũng phải xử lý chuồng lại nữa. Còn trong khi này mình có này xong rồi mình xử lý luôn rồi. Nè anh tao mình nuốt luôn nè. Ở ngoài đây sao không? Cái môi trường đây là nó đúng là nắng không xuống nữa. Rồi mưa nó xuống nó đọng lại. Làm cho mình hôi. Giờ anh đặt đây. Nè. Ừ. Thôi gì đâu. Có mà cứ tạt ra ngoài đại. Tạt ngoài là khó máy luôn, không có sao hết á. Chứ bây giờ em mà tiết kiệm vụ này, lỡ như con gà mình ăn khèo, em chỉ biết nhiêu tiền. Em thử tưởng tượng đi. Giờ em tưởng tượng thử em biết nhiêu tiền phải không? Em nhìn nó đắt đi, thí dụ chỗ này em hàng chỗ này ha. Nó cát em là thấy được. Em qua chỗ này em coi nó đâu có cát gì đâu. Nó bị giống như đóng một cục bự luôn rồi. Đúng rồi. Ánh nắng thì không xuống, đúng không? Mưa thì nó xuống không hết nữa. Ở chỗ này bị cái cây dòng này nó che quá rồi nó không xuống hết nè. Đó giờ mình tạt lên thôi gì đó. Chứ cái con men ba la sa làm sao em dám quăng qua đây được. Em không bao giờ dám tạt qua đây được đúng không? Ừ. Em tạt vô là chừng xíu nó chết liền à. Tại vì nó ra ngoài nắng nó chết rồi. Còn này anh tưới cây cũng sao nữa mà. Tưới cây luôn không sao chứ á. Mày nó hay cho đó. Chuồng 20 lít đủ ha. Bình 30 lít đúng em. À 30 hả? Bình 30 lít, không phải 20 đâu. Thì anh tưới vào xăng cho nó đừng có ẩm thấp thôi à. Cái hồi nãy em gái ở đây hồi lắm không? Giờ hết hồi không? Đây phân nhiều mọi người. À, phân nhiều lắm ha. Giờ có men tưới lên rồi.
đó, thấy không? Nãy em gà thấy nó hồi chịu không nổi luôn á. Chứ bây giờ nó còn là phân không mà nó đâu có cát, nó hết cát luôn rồi. Bị mưa xuống như này nó đâu có cát nổi đâu. Mà hôm sau con gà mình đồng, mình nổi thì nổi. Đó, đại gì sao đâu. Thậm chí em đổ dư vô đây một xíu nó nè anh nè, đổ kiếm coi nè. Rồi đó anh đổ dư vậy mà chút hỏi nó khô không sao. Không có gì luôn á. Họ khô xong rồi đó, anh đổ nguyên rộng nước đó nha. Chứ em chút hỏi nó khô coi nè. Nó khô mà cháu nó đẹp lắm kìa. Nó gỡ nó bở luôn chứ không phải như là cục đâu. Comment anh hay lắm. Đó anh đổ vậy đó. Em tưởng đổ gì là ví dụ những cái nước giờ nước mưa hay gì đổ động xuống vậy đây là em sợ liền lắm à. Con này nó không sợ. Chạy nó. Men này nó tự nó nhân ra. Nhân ra liền vô đây nó có thức ăn á. Con men này nó ăn phân nên là nó có đủ thức ăn rồi là tự động nó nhân bản nữa. Nhân xuống luôn. Nhưng mà cũng phải là cũng phải ít nhất phải được 25 ngày là mình phải đi mình đảo cháu mình tưới men một lần nữa. Ví dụ bây giờ là gà anh 65 ngày phải không? Khoảng 80-90 ngàn tưới lần nữa là sức chùa luôn á. Là xong coi như một vụ gà mình tưới 3 lần à. Một lần có 30 lít cho là mà một lần 300 lít thì 3 lần cũng 100 lít chứ nhiều. Gà đúng còn không? Nhỏ thì mình sử dụng men Barasa ha. Còn nếu không lúc mà 8 ngày tuổi á, là anh 8-10 ngày tuổi á, là anh xài 1 ký à men Barasa thôi. Tại là đúng lúc anh cần men Barasa là dịp nấm, nó chỉ nấm. Rồi sau đó là 20-30 ngày tuổi là anh xài này luôn rồi đó. Nhưng mà thì đó một lần anh, nhưng mà lúc bằng gà mình dưới 30 ngày tuổi mình xài men này á là mình không có xài buổi trưa nắng này nha. Tại giai đoạn mà dọn của hàng gum. Nên là tốt nhất là mình xài sáng sớm. Là mình cho ăn xong mình dụ sáng sớm ra cho là mát mát dịu dịu chứ đừng để trời nắng gắt như anh vậy. Tại gà anh sống mấy ngày anh hết bị gum rồi. Còn nếu mà gà nhỏ là mình phải dụ nó ra chỗ khác rồi mình cho nó sau đó rồi mình mới vô đây mình sớ lên mình mới tạt vô. Nói chung là mình làm sao cho kỹ tiểu xíu, miếng gà mà dưới 30 ngày tuổi. Còn trên 35 ngày tuổi là sợ, mình làm thoải mái. Sợ động nó nhiều mà nó chạy nó bị rung. Đúng rồi. Nó là bị bệnh mà. Mình làm tốt cho chuồng mình nhưng mà túi của mình bị rung nó là chết mình luôn. Đúng không? Nên mình phải hạn chế những cái đó lại. Hoặc là ban đêm, mình làm ban đêm mát. Ban sáng sớm, ban đêm mát, mình làm buổi trưa như vậy. Ban tối mình lùa nó qua một bên, cái bắt đầu sớ cháu lên, mình xách. Thì mình tưới gì ở quyền của mình à, con gà bự thì được ha. Rồi đọt bự thoải mái, em muốn làm thoải mái vô tư. Nó bự nó chạy vậy thôi à. Quá chứ bình thường không? Chưa được 1 phút mà em thấy nó không hôi liền đúng không? Hồi nãy là hôi dưới hôi luôn á. Tại sới đảo cháu lên mà. Thì đảo cháu luôn, quá trình đảo cháu là cái khí độc á. Nằm ở dưới bạc mình luôn á. Nằm dưới từng lớp dưới á. Mình đảo lên á là nó hôi dưới lắm hôi. Nó nhiều khi cay mắt luôn á. Một phần mà cháu đó. Dày quá thì nó cay mắt. Đúng rồi. Rồi mình đỡ lên hết xong rồi là mình chịu nổi luôn á. Rồi sau đó mình mới tạt này lên cái là xíu à là không còn nói luôn. Em bảo đảm. Không làm này là mình khỏi gần 2 cháu anh. Khỏi 2 cháu luôn. Anh nào không có xài cháu. Nó bây giờ cháu mới cháu mà 65 ngày mà thấy còn cháu mới không? Cháu còn đẹp ghê chưa? Nó còn màu cháu luôn á. Chứ đâu phải là giờ đang thụ lùi đâu người ta đâu. Thì anh xài cái này nó khỏe lắm, nó nhân bản lẹ lắm. Tụi nó ăn nhân bản lẹ lắm. Với anh cho con gà anh ăn con men ban ngày một vài sáng sớm hay là chiều tối anh cho ăn con men rồi nữa mà nó lượng phân nó ra là cũng một phần nó giảm bớt rồi bớt một hôi của phân rồi thì anh cho ăn nên đỡ hơn một xíu nữa thì đây là mọi người có thể xử lý bằng cách này ha, xử lý bằng một bằng men vi sinh hay mình có thể xử lý bằng men Barasa cũng được. Barasa thì gặp nước nó dễ bị thúi mọi người con ha. Ba là mọi người có thể thay tấu thường xuyên hoặc là mình đổ trấu mới lên đó mọi người. Nhưng vậy thì nó cũng không tuyệt đối ha. Mình thay thì nó tốt hơn. Nhưng mà thay vậy mất công mình với một cái nữa là nó tốn tiền ha mọi người. Mọi người có thể xử lý bằng men này. Rất hay. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây mọi người. Mọi người có thắc mắc gì cứ comment bên dưới nha. Mình sẽ ra clip gì hết nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh mình nha.